Em ơi, mày đang dùng xe ra cho tao coi. Chờ tao chút, sắp xong rồi. Ủa, mà ông Nam cho mày mượn điện thoại thì hả? Ừ, nhưng mà tao chơi có một bữa à? Này, mày không thích người ta đừng có mà thả thính. Coi chừng á, mai mốt á, người khác thả thính lại mày đấy nhở. Thằng ngu này, hỏi xem bạn có sao không, đâm vào người ta mà mày một chữ A chữ O thế kia. À ừ, tao quên. Cậu cậu ơi, thằng này nó bảo tớ hỏi xem cậu 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 có làm sao không? Không, không sao. Mày biến ra để tao đỡ bạn đi dậy. Có những thằng không phải là nắng mà cứ thích chói chang. Ấy, thế là làm sao? Đau lắm, để bạn kia đỡ dậy đi. Để tớ đưa cậu về nhá. Ừ. Bạn tên là gì? Mình là Mai, còn bạn? Ô Mai, mình là Giang. Giang. Mai. Mai cho Giang xin số điện thoại để Giang còn liên lạc chăm sóc Mai nhá. Ừ. Mai khỏe chưa thế? Giang ơi, Mai còn đau chân lắm. Thế Giang qua chở Mai đi học nhá. Cảm ơn Giang nhé. Yes. Chờ Mai lâu chưa? Giang vừa mới đến thôi. Mai lên xe đi. Dám đâm vào con cô hịn của đại ca tao? Ai? Ai? Em Mai. Mai đứng đây. Hãy bảo vệ những gì Mai có. Đừng để chúng nó sập mó vào đi. Để Giang chạy về gọi đồng đội cứu tế. Giang, Giang. À quên, xe. Chúng bay lạc rồi. Phụ nữ như những con đường mình càng cong thì lại càng nguy hiểm.
Đại ca này hết sức kiềm chế. Đại ca, người đó bản lĩnh là người không mất bình tĩnh trước gái xinh và không được giật mình trước gái xấu. Chúng mày biến lại. Chào em, cô gái của đời anh. Quan à... đứa nào dám động đến bạn của ta, ta sẽ cho người đấy xa mặt. Anh em đâu? Nên chúng mày đang làm cái trò gì đấy? Đồ ngu, đấy là khởi động. Múa vỗ mà không khởi động ấy, nhớ cho dù chết thì sao? Nhìn đây. chưa? Lầy thì sáng này, lầy thì sáng này.
Mai, hãy về đây với Giang. Giang, Mai xin lỗi. Định mệnh sắp đặt không cho Giang Mai ta gần nhau. Thôi thì... Mai! Mai! Tình yêu của anh tên là gì thế? Em tên là Mai. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em vẫn còn đang đi học à? Em chưa 18. Wow. Mai ơi, Mai đang ở đâu? Nghe máy của Giang đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tao mới yêu 10 con gái. Vậy mà chưa bao lâu Mai đã lại thay lòng đổi dạ. Tại sao? Định mệnh của tao là phải ấy à? Trường hợp của mày không phải là ế, mà quan trọng là mày chưa đủ kinh tế để khống chế tình yêu thôi. Mày đúng là thằng bạn tốt của tao. Cảm ơn mày đã ở cạnh tao lúc này. Chẳng thế. Tao đố mày tìm được người bạn tốt như tao thứ hai đấy. Mày đã nghe câu bạn tốt là người dù dốt nhưng vẫn nhường yếu cho bản thân chưa? Nếu mà không có ai yêu mày thì còn em đây. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Thôi biến đi.
Mai. Giang. Sao Mai lại ngồi ở đây? Thằng đó ức hiếp Mai phải không? Mai xin lỗi. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Để Giang đưa Mai về nhà nhé. Mai vào nhà đi. Hãy quên tất cả những gì có thể quên đi nhé. Cảm ơn Giang. Giang về nhà nhé. Các bạn trẻ thân mến, tình yêu giữa người nam và người nữ là tình cảm vô cùng thiêng liêng mà Thiên Chúa dành tặng cách đặc biệt cho loài người. Là con chiên của Chúa, chúng ta phải biết tôn trọng nhau, giữ gìn tình cảm trong sáng theo đúng giới răn của Hội Thánh và xứng đáng với những gì Chúa đã trao ban. Các bạn trẻ hôm nay hãy đến với nhau một cách chân thành nhất, không tính toán vụ lợi, không hờn trách ghét ghen. Từ đó, tình yêu thiêng liêng ấy sẽ chuyển hóa thành tình yêu gia đình, tình yêu trong Chúa. Anh Giuse và chị Maria thân mến, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse, xin nhận em Maria làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria, xin nhận anh Giuse làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Xin cô giáo Hà Thành.